quý vị và các bạn, ngoài Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, mới đây Thủ tướng Malaysia là nguyên thủ quốc gia thứ hai trực tiếp cầm lái ô tô VinFast. Chắc chắn nhiều người sẽ đặt câu hỏi, Chủ tịch Vượng sẽ mời được bao nhiêu thủ tướng, nguyên thủ quốc gia trải nghiệm xe VinFast? Sáng ngày 28 tháng 8, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã ghé qua làng phần mềm FView 2, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội và trải nghiệm xe VinFast. Tại đây, hãng xe Việt đã mang đến đầy đủ bộ ba xe mới gồm Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0. Thủ tướng Mahathir Mohamad đã trực tiếp cầm lái Lux SA2.0. Mặc dù đã khá cao tuổi, nhưng ông Mahathir Mohamad vẫn tự tin khi cầm lái chiếc SUV Made in Việt Nam đầu tiên. Kết thúc buổi lái thử xe diễn ra trong khoảng 5 phút với quãng đường khoảng 3 km, ông Mahathir Mohamad đã đưa ra lời nhận xét ngắn gọn, xe khỏe, thiết kế đẹp, chạy ở tốc độ cao rất tốt, êm như xe điện, tiếc là tôi chỉ được lên 100 km/h thôi. Được biết, người đứng đầu chính phủ Malaysia tỏ ra tiếc nuối vì không thể chạy ở tốc độ cao hơn để trải nghiệm chiếc xe thương hiệu Việt bởi xe ông lái phải đi sau xe bảo vệ dẫn đường. Thưa quý vị và các bạn, Malaysia là một trong số ít quốc gia Đông Nam Á có thương hiệu ô tô riêng và Thủ tướng Malaysia là người có nhiều tâm huyết với ngành công nghiệp ô tô nước này. Ông chính là người có công lớn trong việc đặt nền móng, xây dựng chính sách để phát triển nền công nghiệp ô tô với thương hiệu nổi bật là Proton. Năm 1985, ông Mahathir ghi dấu ấn lớn khi chạy mẫu xe đầu tiên do Malaysia sản xuất qua cầu Penang. Dưới sự lãnh đạo của ông Mahathir Mohamad, Proton đã trở thành hãng xe quốc doanh của Malaysia, thống trị thị trường Malaysia vào đầu thập niên 1990, chiếm 74% thị phần ở thời kỳ đỉnh cao. Thuế bảo hộ làm tăng đáng kể giá ô tô nhập khẩu, thúc đẩy doanh số xe hơi nội địa. Mặc dù sau này Proton không giữ được đỉnh cao do sai lầm của người kế nhiệm, nhưng những dấu ấn của Thủ tướng Mahathir Mohamad vẫn nguyên vẹn với ngành công nghiệp ô tô nước này. Và hiện tại, các thương hiệu nội địa là Berodur và Proton vẫn đang áp đảo các thương hiệu ô tô nổi tiếng thế giới tại Malaysia với thị phần chiếm tới hơn 50%. Như vậy, Thủ tướng Mahathir Mohamad là nguyên thủ cấp quốc gia thứ hai sau Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cầm lái ô tô VinFast và cả hai cùng chung một nhận xét là xe rất êm. Nhiều người có thể sẽ băn khoăn và đặt câu hỏi liệu Chủ tịch Phạm Nhật Vượng còn có khả năng mời thêm bao nhiêu thủ tướng hay nguyên thủ quốc gia trải nghiệm xe VinFast. Dù cho tương lai ra sao nhưng những đầu tư nghiêm túc và tâm huyết, nỗ lực của người đứng đầu tập đoàn Vingroup cho thấy tầm cỡ của thương hiệu ô tô Việt đầu tiên. Trước đó, hồi tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo cao nhất của chính phủ đã trải nghiệm xe ở hàng ghế phía sau và đặc biệt khi đó đích thân Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cầm lái. Sau khi test thử một vòng xe trên ô tô VinFast, Thủ tướng khá hài lòng về sản phẩm mang thương hiệu Việt này. Đáng chú ý, mẫu xe đặc biệt được cả hai thủ tướng trải nghiệm chính là mẫu SUV VinFast Lux SA2.0. Mẫu xe này nổi bật bởi thiết kế nội ngoại thất sang trọng. Xe được trang bị cao cấp với hệ thống đèn chiếu sáng LED, la răng hợp kim nhôm kích cỡ lớn, nội thất bọc da cao cấp, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập và hệ thống giải trí hiện đại tiện nghi. Sức mạnh của Lux SA2.0 đến từ động cơ 228 mã lực, hộp số ZF tự động 8 cấp, hệ dẫn động 2 cầu. Bản tiêu chuẩn sử dụng hệ dẫn động cầu sau, trong khi bản cao cấp sử dụng hệ dẫn động 2 cầu. Treo trước dạng độc lập với tay đòn giấy kép, giá đỡ bằng nhôm, treo sau độc lập nằm liên kết với đòn dẫn hướng, thanh ổn định ngang và giảm chấn khi nén. Đây là trang bị cao cấp mà đối thủ cùng tầm tiền chưa có được. Về hệ thống an toàn, VinFast Lux SA2.0 sử dụng phanh đĩa, phanh tay điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp PA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, hỗ trợ xuống dốc, hỗ trợ chống trượt, chức năng chống lật rôm. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị cảm biến lùi, camera lùi, căng đai khẩn cấp hàng ghế trước, móc cố định ghế trẻ em, tự động khóa cửa khi di chuyển, chống trộm, mã hóa chìa khóa cùng 6 túi khí. VinFast Lux SA2.0 hiện đang được bán với giá 1 tỷ 414 triệu đồng. Kể từ ngày 1 tháng 9, mức giá của mẫu xe này sẽ tăng lên là 2 tỷ đồng theo đúng lộ trình tăng giá mà VinFast đã công bố trước đó. Oh.